Sơn Lan Nguyễn Đình Hồng, 35 tuổi bị khởi tố tội chiếm giữ trái phép tài sản, khi giấu túi tiền hơn 720 triệu đồng của khách bỏ quên. Quyết định khởi tố theo Điều 176 Bộ Luật Hình sự 2015 được Công an huyện Yên Châu ký ngày 26 tháng 2. Hồng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Một bọc tiền thấy trong bảng điện tử cạnh ghế lái. Theo điều tra, sáng 18 tháng 2, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Mạnh, 47 tuổi đi xe khách cho Hồng cầm lái từ Hà Nội tới Sơn La. Khi xuống xe tại huyện Mộc Châu, họ quên túi tiền 720 triệu đồng mang theo. Gọi điện thoại cho nhà xe nhờ tìm giúp xong được trả lời không thấy, anh Mạnh trình báo công an. Công an huyện Yên Châu, sau đó kiểm tra đã phát hiện số tiền hơn 720 triệu đồng được giấu dưới cốp ghế nằm và trong bảng hộp điện tử cạnh ghế lái. Hồng khai khi vợ chồng anh Mạnh xuống xe thì phát hiện chỗ giường nằm tầng 1 sau ghế lái có túi đựng nhiều tiền nên cất giấu để chiếm đoạt. Let's look at why.